Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Trung Trần Mô Tô, Trung Mô Tô 88, kênh chuyên thu mua và trao đổi tất cả các dòng xe phân khối lớn đã qua sử dụng, xe chạy lướt và đặc biệt là những dòng xe có thể sang tên toàn quốc được ha. Nhập khẩu hải quan chính ngạch, em chỉ bán và thu mua những dòng xe sang tên toàn quốc nha mọi người. Số khung số máy zin chuẩn chỉ. Đó, về thủ tục pháp lý thì phải cực kỳ chuẩn chỉ thì em mới thu mua ha, và xe không có xảy ra đâm đụng tai nạn này nọ. Thường những con xe đó thì em không có thu mua nên mình đỡ mất thời gian. Đó. Rồi mọi người có thông tin gì về xe muốn trao đổi hay mua bán gì cứ trao đổi qua em số điện thoại là 0932 111 288 hoặc tới nhà em là địa chỉ 13/24 đường Trần Kế Sương, phường 3, quận Bình Thạnh. Đó. Sau chút nữa nếu mọi người mà xem clip xong cảm thấy hay, hữu ích, bổ ích cho góp phần thêm vào cái mà mình đang do dự, hay là góp thêm một cái phần kinh nghiệm để mình chọn lựa một con xe cho phù hợp, ưng ý con xe để mình phục vụ mình suốt chặng đường đam mê á. Đó, thì mọi người cảm thấy hay like share và chia sẻ kênh của em giùm ha. Đó, và đăng ký kênh em để những sản phẩm tiếp theo mọi người luôn được theo dõi và đón nhận sớm nhất những sản phẩm sau này nữa. Rồi một lần nữa em xin kính chúc mọi người luôn có thật nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và thuận lợi trong công việc ha. Đó, dù gì Tết cũng sắp đến rồi, chúc mọi người thật sự là thuận lợi trong công việc ha. Kiếm thật là nhiều tiền để ăn Tết cho nó vui. Rồi, em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, anh em đồng nghiệp và tất cả quý khách đã luôn ủng hộ và theo dõi những con xe bên em. Rồi, tiếp theo, hôm nay là một con xe cũng là Honda ha mọi người. CB1000RA. CB1000RA chứ không phải là R mà là bản neo ha. RA thì con này mọi người gọi cái từ để gọi tiếng Việt mà để nhận biết giữa những con CB1000 là CB1000 mặt quỷ đó, gọi là đề mặt quỷ mọi người. Đề mặt quỷ ha. Đó. CB1000 mặt quỷ. CB1000RA nhập khẩu hải quan chính ngạch. Đây là cái bản đặc biệt. Bản này rất là đặc biệt ha, số lượng xe cũng có hạn thôi. Con này là xe bản Barracuda. Bản Barracuda. Xe đăng ký lần đầu tháng 11 2014. Đó, là đúng đời luôn nha mọi người. Bản Barracuda này thì nó đặc biệt như thế nào? Đây để em sẽ nói mọi người nghe ha. Bản Barracuda này thì cái phần nhìn ở trên đầu đây nè. Trên cái mão. Cái này thì nó đang có cái kính chắn gió nó che nè. Mọi người nhìn vô trong cái mão của nó nè. Là có sẵn một cái tem Barracuda. Rồi kế tiếp là cặp tay, cặp đèn Barracuda có chữ nè. Có chữ Barracuda bên đây ha. Đó, đây, trên đây. Đó, có chữ Barracuda. Đây, và tiếp theo là cặp tay thắng tay côn Barracuda. Cái này là hàng đi zin theo xe luôn ha. Barracuda. Và cặp gù Barracuda. Đó, thì cặp gù nữa thì cặp gù thì chủ xe có đưa cho em. Em còn để ở nhà đó. Còn cái này là đã lắp cặp gù kính ha. Kính gù vô rồi. Đó, gấp cặp đồ chơi kính rù vô rồi ha. Xe này là nhập khẩu hải quan chính ngạch, biển số thành phố Hồ Chí Minh, biển số rất đẹp ha. Biển số chút nữa em nói. Còn cái thông tin xe đây, Odo là hồi lúc em lấy về là 15.000 chín mấy á. Đó, mấy nay em vừa lăn bánh được là chạm 16.000. Đây là cái Odo zin em mua chính từ người chủ ha. Mua từ người chủ như thế nào thì cái Odo này em để như vậy. Đó, chứ không có can thiệp xử lý gì Odo nha mọi người. Bao hết mọi người ha. Mua chính từ anh chủ luôn. Đó. Xe bản châu Âu hit ha mọi người. Xe bản châu Âu hit. Còn đủ hai chìa. Đây. Còn đủ hai chìa hit zin nè. Và rất là kỹ, anh chủ còn giữ cả cái mã của chìa nè. Đó. Đó, cái thẻ nhôm mã phôi chìa. Đấy. Bản Barracuda.
ghi đông này màu vàng, con xe này thì rất mới ha, mọi người xem nè, nắp chụp ốc ốc cổ nè, chưa có mất, chưa có văng ra, còn mấy vạch sơn vàng nè, đó, vạch sơn này là vạch sơn từ hãng ha, nó mấy cái vạch sơn này nè, mọi người cứ theo dõi một vài con ốc thì nó còn còn hết, đó, xe nhập khẩu hải quan chính ngạch, biển số Sài Gòn chính chủ ha, mọi người muốn ủy quyền hay là ký mua bán gì cũng được, đây đặc biệt biển số đã được đưa vô bằng đồ chơi bát ốp gầm, bát biển số ốp gầm, biển số rất đẹp nè, đó biển số 4978, à, 49 là con trâu, 78 là ông địa lớn, cộng lại 8 nút luôn nha mọi người, biển số rất đẹp, đây 78 đuôi, biển số rất đẹp luôn, cộng lại 8 nút. Rồi về con xe này thì nó là huyền thoại rồi mọi người. Mọi người nhìn nhận biết nó ở đâu không? Đó. Nhận biết nó thì nó được về cái độ bền á thì nó rất là bền, máy Honda. Thằng này nó rất là bền. Cái thứ hai là nó đạt cái ngưỡng là 998cc là 1000 á mọi người, 1000 phân khối, thì những anh em trong trong đội á, trong trong đội mô tô sở á. Đó. Thì đi con này hồi trước tới bây giờ luôn vẫn còn. Con này được dùng để dẫn đoàn rất là nhiều ha. Đó CB1000. Đó nhận biết thì anh em mô tô sở. Đó, mấy anh mấy chú mô tô sở đi con này hồi xưa đi rất là nhiều. Đó, đi rất nhiều. Có chương trình gì thì họ sẽ dán đi cúp truyền hình hay gì đó thì họ sẽ dán lại nguyên một xe màu vàng. Xe này rất còn mới nha mọi người. Đây, rất còn mới. Ốc ác chưa mở nè. Đó. Ốc ác là chưa mở, máy tinh. Xe mới tinh nè mọi người. Máy zin ha, chưa rất đầu ha. Full ABS trước sau, bản Barracuda. Đó là mấy cái này có sẵn luôn. Bản Barracuda. Bô zin còn đủ nha mọi người, bô zin còn đủ. Xe thì lên rất nhiều đồ chơi ha. Xe lên rất nhiều đồ chơi này nè. Kính chắn gió. Ồ, kính chắn gió rất là ngầu nè. Kính chắn gió rất là ngầu ha. Rồi đèn thì không thiếu cái gì ha. Đèn là cặp đèn tuôn xịn nha. Cặp đèn tuôn xịn nãy em bật á. Đó. Nó cái tuôn ở đây á, mình tăng giảm độ sáng được nè. Đó, thấy không? Tăng giảm độ sáng được. Và nhiều chế độ chớp lắm nha. Đó, chớp nhanh, chớp chậm, chớp từng cái. Đó. Đây, chế độ đây, đèn tuôn xịn ha. Đèn này mấy chai một cặp lần nha mọi người. Đó, thêm hai cái đèn led bi nhỏ trên đây nữa nè. Thêm hai cái đèn led bi nhỏ đây nữa. Tóm lại là nhiều đồ chơi nè, bảo vệ cách nước có luôn. Bảo vệ cách nước nè. Bảo vệ cách nước ha, cặp chống đổ thân. Đó, cặp chống đổ thân. Cây bô AK riêu nha mọi người. Bô AK xịn. Đây. Cây bô AK đùi gà. Bô AK đùi gà. Rồi về con nè. Về con carbon nè. Đó. Chứ xe zin nguyên thủy là không có về con nha mọi người. Về con nè. Bách biển số ốp gầm nè. Rồi hai cái đèn xi nhan đẹp nè. Đó. Hai đèn xi nhan led nè. Tiết kiệm. Ốp biển số. Bát biển số ốp gầm này là mở ra mở vô được nha mọi người. Đó, gập ra gập vô được. Mọi người thích thì mình tăng giảm con ốc này nhẹ ra, xả nhẹ ra rồi mình đưa ra ngoài. Rồi qua bên đây. Qua bên đây cũng vậy. Đó. Xe là đi bộ nhông xin dĩa đồ chơi ha. Nhông xin dĩa đồ chơi còn mới lắm. Nhông xin dĩa đồ chơi còn mới lắm. Em đã chạy thử hết rồi. Sên đi rất là ngon, sên đi không có bị vũ, không có bị cụp. Đó là sên cũ thì thường là nó bị khô, nó bị gấp khúc. Nó lồi lõm, nó vô, nó không có khớp với nhông với đĩa. Đó. Và cái nữa là xe đã vô sẵn cặp vỏ Rod 5 luôn rồi ha. Cặp vỏ Michelin Rod 5. Vỏ Michelin Rod 5. Đó, đầu cổ đồ còn chuẩn chỉ lắm, full ABS trước sau. Bản Barracuda đặc biệt ha mọi người. Đây nè, hai cái tem cánh chim còn y nguyên luôn. Nhiều xe thì tem cánh chim đã bị rụng rời rồi. Đó, do anh em dán xe nhiều hay là chày rớt
hay là bị sơn lại xe gì đó mất đó. Này là xe còn rất mới nha mọi người, hiếm bản Barra, bao tay Barracuda nữa nè, cái bao tay zin tới giờ luôn vẫn còn để đó. Với lại lên vài con ốc titan, lên vài con ốc titan. Xe thì chuẩn chỉ ha mọi người, em bao zin hết toàn bộ đó. Bao xe cũ nhưng mà dám bao máy móc cho mọi người đi 3 tháng ha. Mọi người cứ chơi thoải mái, xe bao zin, xe rất là đẹp. Con này đi phố thì khỏi nói rồi, rất là lanh nha mọi người. Máy máy không có nóng lắm. Đó. Nóng hay không là do mình chạy dừng đèn đỏ có nhiều hay không, với lại côn ga số mình có ngọt ngào hay không. Honda thì nó lành tính rồi. Đó. Cổ lái thì bẻ đồ đi rất là lanh, đi phố đi gì cũng được. Con này thì một thời nó gắn liền với em là 2-3 năm luôn. Nó là xe chính của em đó. Xe chính của em đi công việc nè, đi làm, đi mua đồ. Mua đồ, đồ em treo ở đây em chạy luôn. Em ràng đồ rồi đeo ba lô đi, em đi nó suốt luôn. Em không có xe tay ga mọi người à, em không có xe tay ga. Em đi con này suốt 2 năm mấy, 3 năm đó. Đó, một thời nó gắn liền với em luôn. Bây giờ em thấy lại con này nó bản đặc biệt, bản Barracuda chứ không phải bản bình thường, với lại nó đẹp và đồ chơi nhiều nữa, nên em quyết định em lấy nó về đó. Em mua nó về để anh em nào thích thì em bán đó, em truyền đạt lại cho mọi người. Nhưng mà trong trong lúc đó thì em đã được hưởng thụ chứ, em được sử dụng nó qua qua những giống như nhớ nhớ lại ngày xưa là em đi nó vậy đó. Em thích nó nên bây giờ em mua nó lại. Và con xe này em bán giá rất tốt nha mọi người, chỉ 266 triệu. Rồi 266 triệu mọi người được gì? Mọi người được một con xe máy rất là lành của thương hiệu Honda, tính thanh khoản tốt. Đó, đồ chơi cũng nhiều nữa, đồ zin thì còn bô zin đủ ha, bô zin với bầu đó đầy đủ, hai chìa khóa hít luôn còn đầy đủ nè. Xe máy zin, biển số thành phố Hồ Chí Minh, ký ủy quyền hay sang tên gì cũng được. Đồ chơi thì đầy đủ ha, đồ chơi kính gió, bô AK rêu đó, đồ zin của Barracuda còn đầy đủ luôn đó, máy móc zin đó. Giấy tờ thì giấy tờ chuẩn chỉ đó, sang tên toàn quốc. Mọi người muốn sang tên là em bao sang tên luôn ha, hay rút nhập toàn quốc là thoải mái, vì nó là xe nhập khẩu hải quan chính ngạch chứ không phải là xe thanh lý hay gì hết, để mọi người phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Cứ hải quan chính ngạch là chơi à mọi người. Đó, 266 mọi người được như vậy, được con xe 1.000 phân khối nữa. Được con xe 1.000 phân khối, tính thanh khoản lại tốt ha. Anh em đi CB thì biết, cứ vào hội CB. Đó, vào hội CB thấy nó trao đổi cho mọi người và hỏi kinh nghiệm mọi người đã đi nó bền như thế nào, nó rất là bền mọi người. À, và thêm một cái nữa là em đã bảo dưỡng hết rồi nha. Em đã thay gần 3 lít 8 á. Em thay nhớt đồ này nọ luôn đầy đủ hết rồi. Thay 4 bình nhớt mới nha. Vừa mới thay đánh dấu lúc 15 ngàn mấy, gần 16 ngàn á. Em thay mới hết rồi nha. Em thay luôn bố thắng luôn rồi. Đó. Em thay luôn bố thắng, thay nhớt. Nhấn mạnh để mọi người biết, mọi người về chỉ là chạy thôi, không có phải tốn tiền thay nhớt nữa. Đó. Đó. Đây, xe này là xe nhập Ý mọi người ha. Đây. Xe Ý, cái tem Ý là nó còn y chang ở dưới cái phần đĩa sau nè, dưới gấp sau. Đó. Sơn zin nha mọi người. Nước sơn zin. Con xe không thiếu một cái gì hết. Giá quá tốt, 266 triệu. Đó, rồi mọi người cứ xem qua và bắt cái thông tin đó, mọi người cứ tìm hiểu thêm hay gì đó. Đó. Rồi cần thêm bất cứ thông tin gì về xe này, xe khác hay những cái xe trong 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 cái list xe em còn ở nhà đó, mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em ha, qua số điện thoại 0932111288 hoặc là qua nhà em ha, 13/24 đường Trần Kế Sương, phường 3, quận Bình Thạnh. Và hơn nữa về những cái thủ tục bằng lái gì đó, anh em muốn tiếp nối đam mê phân khối lớn đi một cách thật là an toàn
Đó, thì cứ lấy cái bằng A2 cho mọi người. Bằng A2 là bằng vô thời hạn ha. Bằng A2 thì em làm rất là nhiều rồi. Nói thẳng luôn là em làm chắc cả ngàn cái, hơn cả ngàn cái rồi. Nhiều lắm rồi. Cho anh em không có lớn nhiều lắm. Làm là cứ có mặt là đậu nha mọi người. Đó, cứ cần thông tin gì trao đổi với em, bất cứ bằng lái gì cũng vậy. Rồi, bây giờ em sẽ lên con xe này cho mọi người xem thử ha. Nó rất là dễ lái. Nó không có gì khó khăn hết. Gọn nhẹ. Phân khúc ngàn chuẩn chỉ. À, mọi người. À, cho mọi người nghe tiếng máy cái. Ok, cho mọi người nghe tiếng máy cái nha. Quên quên quên. Đó, máy zin. Máy nó êm lắm mọi người. À, ảnh ảnh vừa bịt cái bô lại giùm á, đó, thấy không? Máy zin. Mọi người cứ quên nữa, mọi người mua cứ dắt theo anh em thầy thợ mình quen biết á, chân 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 tình ha mọi người. Rồi, cứ qua xem thoải mái, xem test thoải mái ha. Đó, tại vì em rất tự tin về cái dòng xe Honda này, nó cũng chẳng có gì để xem cả. Đó, ốc phuộc này nọ nè, ốc phuộc mà mới tinh nè, chưa mở luôn. Đó, ốc phuộc này nọ mới tinh nè, chưa mở. Đó, anh em cứ dắt người quen thầy thợ đồ qua xem test thoải mái. Cây bô AK đùi gà này đi nó rút hậu đã lắm nha mọi người. Đó, cũng ngon lắm. Xe đi rất ngon. Rồi em đi một vòng nha. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn. Xe rất là chuẩn chỉ nha mọi người. Mọi người thích thì cứ qua nhà em xem thoải mái ha. Đó, qua xem thôi cũng được, qua cà phê, qua em mời cà phê ha. Đó, trao đổi thêm về chiếc này hoặc chiếc khác, hay là mọi người muốn qua để hỏi em về kinh nghiệm về xe, về giấy tờ xe, hay là về như thế nào chọn xe như thế nào cũng được. Đó, cứ phone cho em trước. Đó, em có thời gian rảnh ở nhà thì em cứ mời mọi người qua nhà em thoải mái ha. Qua cứ coi như mình là anh em chơi xe thôi. Đó, nói chuyện chơi chơi xe thôi, chứ chứ không phải em là một người nhất thiết là phải bán. Nhất thiết là phải bán thì mọi người mới 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 qua mua xe của em được thì mới qua được ha. Không, không phải như vậy. Cứ qua coi em là bạn, một người em hay gì đó. Một người em, một người anh gì đó. Cứ qua nói chuyện với nhau, trao đổi về xe thoải mái ha. Rồi ok. À, thôi em xin phép dừng tại đây ha. Rồi mọi người cần cái gì cứ phone cho em. Rồi xin chào mọi người và hẹn gặp lại nha.